nhằm thay đổi tập quán canh tác cũng như lựa chọn đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân vùng biên giới. Vụ mùa năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế xã Yên Khương xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần năng suất chất lượng cao TH998. Bước đầu cho thấy lúa TH998 sinh trưởng và phát triển rất tốt, dự kiến năng suất đạt 62-64 tạ trên 1 ha. Để giúp bà con nông dân tiếp cận với giống lúa tốt, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế để triển khai mô hình trình diễn giống lúa thuần năng suất chất lượng cao TH998 ở một số địa phương như Chí Nang, Giao An và Giao Thiền. Qua thực tế, mô hình cho thấy giống lúa thuần chất lượng cao TH998 sinh trưởng và phát triển rất tốt, phù hợp với chân đất tại địa phương. Nhận thấy ưu điểm của giống lúa này, vụ mùa năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế đưa giống lúa thuần năng suất chất lượng cao TH998 đến với bà con vùng biên giới Yên Khương với diện tích là 5 ha. Qua thời gian thực hiện, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống đổ tốt, kháng một số loài sâu bệnh, thích nghi với điều kiện khí hậu của địa phương. Dự kiến năng suất đạt 62-64 tạ trên 1 ha. Với sự kết nối của Trung tâm Dịch vụ huyện Lang Chánh, thì vụ mùa năm 2021 thì Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế có triển khai hỗ trợ bà con cái mô hình tổng diện tích là 5 ha giống lúa TH998 trên địa bàn xã Yên Khương. Thì đến thời điểm hiện tại thì với đánh giá của công ty thì giống lúa đã thể hiện được cái khả năng vượt trội về cái chống chịu với sâu bệnh và thời tiết cũng như là thích nghi với cái vùng sinh thái của địa bàn xã Yên Khương, và đặc biệt là bà con vùng biên giới xã Yên Khương thì công ty chúng tôi cũng rất là mong được đồng hành cùng bà con, không những đưa tới những cái sản phẩm tốt cho bà con mà được hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa trong cái cuộc sống hàng ngày ở bà con vùng biên Yên Khương ạ. Từ kết quả đưa giống lúa thuần năng suất chất lượng cao TH998 vào sản xuất trên vùng biên giới, thời gian tới xã Yên Khương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa mới vào gieo thay thế cho các lúa thuần địa phương năng suất thấp. Đặc biệt, hướng dẫn bà con gieo cấy đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống cơ sở bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con chăm sóc phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ tốt diện tích cây trồng, đảm bảo năng suất diện tích đến cuối vụ. Sau khi được Công ty Cổ phần Thương mại Nông nghiệp và Quốc tế hỗ trợ cho xã Yên Khương 5 ha, thì xã Yên Khương chúng tôi tiến hành chọn điểm đưa cái giống TH998 này vào thí điểm xã Yên Khương. Thì qua được canh tác thì thấy sự phát triển của cây lúa thì rất phù hợp với cánh đồng xã Yên Khương, mà dự kiến về năng suất đến thời điểm này dự kiến chúng tôi là khoảng tầm 3 tạ đến 3 tạ 2. Thì trong khi thực hiện thì thấy cái giống lúa này rất có hiệu quả và nó kháng được cái sâu bệnh. Trong thời gian tới thì xã Yên Khương chúng tôi sẽ tuyên truyền cho bà con sẽ chuyển đổi cái giống lúa này để nhân ra diện rộng cho toàn xã, để đảm bảo về cái lương thực trong xã Yên Khương cũng như là để công tác xóa đói giảm nghèo đối với khâu lương thực. Thành công từ các mô hình khảo nghiệm tại địa phương, tin rằng thời gian tới, các giống lúa thuần năng suất chất lượng cao TH998 sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, sức lao động và tăng thu nhập cho bà con nông dân, đặc biệt là bà con vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.